Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Cô được gả cho người đàn ông quyền quý nhất đế quốc, trở thành phu nhân tổng tài người người ngưỡng mộ. Nhưng đêm tân hôn, tổng tài lại nói với cô, đây chỉ là một vụ giao dịch, anh sẽ không bao giờ yêu cô, còn tự tay đập vỡ tấm ảnh cưới của họ. Cô gái giật mình mở mắt, phát hiện hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng cô vẫn tự dặn lòng không được nghĩ nữa. Họ chỉ còn một năm nữa là kết thúc hôn nhân hợp đồng rồi. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn tới, 7 giờ ở cửa nhà bố mẹ đợi anh cùng về. Đúng 7 giờ tối, Thi Hạ xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ chồng. Địch Cảnh Diễn thấy cô, bèn kéo cô vào lòng mình. Dù hai người đã kết hôn 2 năm, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách, muốn làm vợ anh cơ mà. Thế thì em hãy diễn ngọt ngào một chút. Lúc này cánh cửa mở ra, trong nhà có tiếng vọng ra, "Ôi, Hạ Hạ trở về rồi, mau vào đây." Thi Hạ không quen người khác dí sát vào mình, có ý phản kháng muốn gạt tay anh ra. Địch Cảnh Diễn đột nhiên dùng sức cảnh cáo cô, "Đây là nhà bố mẹ, họ đang ở trong là một đôi vợ chồng ân ái." Thi Hạ đành phải khoác tay Địch Cảnh Diễn. Bước vào nhà, cô mỉm cười nhìn còn xấu hơn cả khóc. Địch Cảnh Diễn không muốn nhìn cái biểu cảm đó của Thi Hạ, bảo cô không muốn cười thì đừng cười, cười xấu vờ lờ. Thi Hạ nghe vậy cấu vào tay Địch Cảnh Diễn, cô thấy rất vui. Địch Cảnh Diễn đứng bên cạnh, mặt đen như cái đít nồi. Thi Hạ thấy mẹ chồng, mặt nở nụ cười rất chân thành, vì ở gia đình này, mẹ chồng là người duy nhất đem lại sự ấm áp cho cô. Đột nhiên có tiếng bốp một phát, bố Lịch mặt đanh lại, chỉ vào mấy tờ tạp chí trên bàn, trên báo viết hôn nhân của đại thiếu gia nhà họ Lịch có biến, nửa đêm sủng ái nữ siêu sao, tin to đùng trên trang mất. Địch Cảnh Diễn cười đáp, sao ạ, bố thấy rồi còn gì. Thi Hạ ngồi bên cạnh thấy chồng bị mắng, không nhịn được cười trộm, ai dè lại bị bố Lịch nhìn thấy. Thi Hạ, con là vợ Địch Cảnh Diễn, con cũng có trách nhiệm, các con kết hôn 2 năm rồi vẫn còn chưa có con rồi nó sẽ bớt lăng nhăng. Và Thi Hạ lộ rõ vẻ gượng gạo, bố, chuyện này chỉ là diễn kịch thôi, trong lòng Cảnh Diễn chỉ có một người là con. Thi Hạ cười cười nhìn bố Lịch, lòng thầm mắng Địch Cảnh Diễn, lần nào gây ra chuyện cũng bắt mình gánh còng lưng. Địch Cảnh Diễn mỉm cười ghé sát lại gần vợ mình, anh nghe lời vợ hết, thấy hai con trông có vẻ vẫn rất tình cảm, mẹ Lịch quyết định bảo họ ở lại một đêm. Rõ ràng họ chỉ là quan hệ hợp đồng, tổng tài lại đòi ngủ cùng giường. Cô gái thấy tổng tài bước vào phòng ngủ, lập tức lên tiếng, em ngủ giường, anh ngủ sofa. Ai dè tổng tài lại nằm ươn ra giường. Thi Hạ thấy thế, muốn kéo anh dậy, ai dè không chỉ không kéo được anh dậy, còn bị Địch Cảnh Diễn lật ngược tình thế, ấn cô xuống giường. Cô trố hết cả mắt nhìn Địch Cảnh Diễn đầy cảnh giác. Địch Cảnh Diễn nhàn nhạt lên tiếng, hai chúng ta ai cũng không muốn ngủ sofa, thế thì ngủ cùng nhau đi. Thi Hạ nghe vậy bèn đá anh lăn xuống giường. Hôm sau trên bàn ăn sáng, bố Lịch lại nhìn con trai, nhắc lại chuyện cũ, lần này gây ra chuyện lớn, mày phải tem tém lại đi, chuyện về biệt thự ở cho bố. Thi Hạ rất tâm lý đáp, bố, nếu Cảnh Diễn không muốn cũng không sao cả, con có thể thường xuyên về thăm bố. Nhưng trong lòng cô thì nghĩ, anh đừng có mà đồng ý. Địch Cảnh Diễn đột nhiên đứng dậy, quay người toan bỏ đi. Bố Lịch đã căng, thằng danh kia, mày đi đâu đấy? Anh ngoảnh lại cười, bố bảo con chuyển về nhà còn gì, con đi chuyển luôn. Địch Cảnh Diễn, tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lịch, vừa bá đạo vừa kiêu ngạo, thật ra trong lòng chỉ có Thi Hạ, nhưng không muốn thừa nhận. Hai người đến biệt thự, Địch Cảnh Diễn thấy Thi Hạ có vẻ căng thẳng, anh hỏi cô, có phải cô đã làm gì với phòng mình không? Thi Hạ mỉm cười, bối rối vén mái tóc ra sau tai, không có, phòng anh vẫn bình thường. Cánh cửa phòng vừa mở ra, mới phát hiện phòng mình trống hơ trống hoác, đồ đạc đều biến đâu mất. Địch Cảnh Diễn cúi xuống nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu, đồ đạc của anh đâu? Thi Hạ ngập ngừng nói, em tưởng anh không về ở nữa nên đã dọn hết đồ ra nhà kho rồi. Địch Cảnh Diễn khá là thất vọng, anh tắm rửa xong đi ra, hy vọng đồ đạc của anh sẽ về đúng chỗ cũ. Thi Hạ, em hãy nhớ anh là chủ cái nhà này. Thi Hạ bình tĩnh gật đầu, vẫy vẫy tay, em biết rồi, thế nên chào mừng anh trở về, bạn cùng phòng. Nói rồi cô ngang nhiên quay lưng bước đi. Bạn cùng phòng, chân mày Địch Cảnh Diễn giật giật, anh bắt đầu nghi ngờ mình lựa chọn chuyển về nhà ở rốt cuộc là đúng hay sai. Hình như mình cũng giống bạn cùng thuê phòng thật, nhưng bạn cùng phòng lại là vợ mình. Tổng tài bá đạo ở trước mặt vợ, ôm ấp hôn hít người phụ nữ khác, muốn mượn cơ hội này để thấy vợ ghen. Ai ngờ vợ lại như không thấy gì, bình tĩnh đi lướt qua luôn, vì cô biết địa vị của mình ở nhà này. Tự nhiên cô nhìn thấy tài liệu công việc của mình, cô bước tới định cầm đi thì bị trà xanh Lục Hinh Lâm chặn lại. Cảnh Diễn, đây là người giúp việc nhà anh hả, sao lại tự tiện động vào tài liệu của anh thế? Địch Cảnh Diễn cười, thấy vợ mình bình tĩnh quá, anh mới lên tiếng, không, cô ấy là vợ anh. Không ngờ Lục Hinh Lâm lại không hề để tâm, ôm chầm lấy Địch Cảnh Diễn làm nũng, tối nay người ta ở lại bên anh được không? Địch Cảnh Diễn chiều cô, muốn xem vợ mình có phản ứng thế nào. Ai dè Thi Hạ chỉ bảo họ đừng làm lộn xộn tài liệu của cô, nếu họ ở lại đây qua đêm cô sẽ bị ảnh hưởng giấc ngủ. Buổi tối nhỏ tiếng một chút, Địch Cảnh Diễn tức nghiến răng nghiến lợi, em không ý kiến chuyện anh dẫn gái về nhà à, đó là tự do của anh còn gì. Thi Hạ nói xong quay người bỏ đi. Cô nhớ rõ Địch Cảnh Diễn từng nói với mình, bảo cô không được cản trở chuyện của anh. Địch Cảnh Diễn lạnh lùng nhìn cô đáp, em rộng lượng ghê. Thấy Thi Hạ đi rồi, Địch Cảnh Diễn cũng mất hứng, bảo Lục Hinh Lâm về. Lục Hinh Lâm nghẹt mặt ra, muộn thế này người ta về kiểu gì, tối nay để em ở lại với anh đi. Địch Cảnh Diễn đã hết kiên nhẫn, tôi nói lại lần nữa, cút. Địch Cảnh Diễn đứng dậy bước đến trước cửa phòng Thi Hạ, thầm nghĩ, cô gái này thật sự không để bụng chuyện mình ở bên người phụ nữ khác à, hình như tin đồn 2 năm nay cô cũng chẳng có phản ứng gì, cô ấy không có cảm giác gì với mình sao. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại để tâm cảm giác của Thi Hạ đối với mình. Tự nhiên anh ôm Thi Hạ từ phía sau, thấy người ôm sau lưng mình là Địch Cảnh Diễn. Thi Hạ tròn mắt, Địch Cảnh Diễn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, quan tâm hỏi han, tóc ướt thế này phải sấy chứ, không là dễ bị cảm đấy. Nói rồi anh cầm máy sấy tóc, chu đáo sấy tóc cho Thi Hạ. Thi Hạ cũng chẳng hiểu kiểu gì,
Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch. 5 phút sau, tóc Thi Hạ được sấy khô. Lịch Cảnh Diễn ghé bên tai Thi Hạ nhỏ giọng nói: "Anh thích tóc của em, tối nay cũng ngủ cùng nhau đi." Thi Hạ còn chưa kịp phản ứng gì, Lịch Cảnh Diễn đã nằm lên giường. Thi Hạ thấy vậy mắng: "Bắt anh về phòng mình mà ngủ, nhưng điều hòa phòng anh hỏng rồi, nóng thế này em muốn chồng em nóng chết à?" Thi Hạ đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, cô không quen ở chung phòng với Lịch Cảnh Diễn. Lúc này cô nhớ ra trong báo cáo có vấn đề cần hỏi anh. Nhìn giờ tình hình của họ hơi gượng gạo, Lịch Cảnh Diễn đột nhiên vươn tay, ôm eo cô, kéo Thi Hạ vào lòng mình: "Muốn anh ôm em ngủ không?" Thi Hạ như cá nằm trên thớt vô cùng sợ hãi: "Em muốn hỏi anh mấy vấn đề trong bản báo cáo, sao anh biết mà sửa hay vậy?" Lịch Cảnh Diễn cười thành tiếng: "Để anh ôm em ngủ, ngày mai anh sẽ nói cho em." Thi Hạ xấu hổ đỏ mặt: "Em vì bản báo cáo này, chứ không phải vì trai đẹp đâu." Lịch Cảnh Diễn ôm chặt Thi Hạ, cảm thấy cô gái này đúng là độc nhất vô nhị, còn rất đáng yêu. "Đừng tưởng họ chỉ là quan hệ hợp đồng, vừa nghe tin anh chồng tổng tài không ăn cơm đúng giờ." Cô vợ đã đi mua bữa trưa dinh dưỡng xịn nhất thành phố, đích thân đến công ty, nhưng Thi Hạ vừa tới, các đồng nghiệp đã xì xào: "Sao phu nhân tổng giám đốc lại tới đây? Từ sau khi kết hôn với tổng giám đốc, phu nhân chưa từng tới đây, trên mạng bảo quan hệ của họ tệ lắm, sắp ly hôn tới nơi rồi mà." Thi Hạ bước đến trước cửa văn phòng, gõ cộc cộc vài tiếng. Phản ứng đầu tiên của Lịch Cảnh Diễn là: "Lý Thao tới à, bảo anh ta mang báo cáo tháng tới cho tôi, không cần ăn trưa, không có thời gian ăn." Anh còn chưa nói xong, đã bị Thi Hạ ngắt lời. Nghe thấy giọng Thi Hạ, Lịch Cảnh Diễn lập tức tỏ vẻ thích thú, anh ngẩng đầu lên nhìn Thi Hạ, cứ tưởng Thi Hạ đến đây thăm mình, anh cười cười bước tới, nhận bữa trưa Thi Hạ đặt về, hóa ra là vợ đến đưa cơm cho anh à. Thi Hạ mỉm cười, chỉ nghĩ Lịch Cảnh Diễn đang đùa mình thôi, bớt phí lời đi, mẹ sai em, đến đưa cơm cho anh. Đúng là vợ hiền, nhưng nhìn chiếc hộp trong tay Thi Hạ, nụ cười trên mặt Lịch Cảnh Diễn đông cứng: "Em đặt ship về cho anh à?" Thi Hạ nhún vai: "Chịu thôi, em không có thời gian nấu cơm." "Anh đành chịu vậy, nhưng bữa cơm này heo thì lắm, cũng rất ngon." Lịch Cảnh Diễn thở dài, ấn điện thoại gọi Lý Thao, bảo anh đưa Thi Hạ đến nhà bếp, tối hôm qua anh không được ăn cơm cô nấu, hôm nay bắt được cô rồi, đừng hòng thoát. Thi Hạ đứng hình, định cãi là cô không rảnh, nhưng Lịch Cảnh Diễn ngắt lời cô, giọng điệu hơi giận dỗi: "Anh muốn ăn cơm tự tay em nấu cơ, ai bảo tên này mồm mép luôn quá." Thi Hạ đành phải đồng ý. Ai ngờ vừa định vào bếp, cô lại gặp Lý Trà Xanh Lục Hinh Lâm, cô ta ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay Lịch phu nhân lại rảnh rỗi đến công ty vậy?" Thi Hạ cười lạnh, cà khịa người phụ nữ trước mặt, tỏ vẻ chẳng quan tâm cô: "Sao nào, tôi tới đây thăm chồng cũng không được à, mà Lục tiểu thư hình như cũng không làm việc cho nhà họ Lịch mà." Lục Hinh Lâm bị cô chửi lại tức á khẩu, cô cũng không hiểu sao Thi Hạ trước giờ không được sủng ái, sao vẫn có thể ở bên Lịch Cảnh Diễn mãi thế. Đột nhiên cô mắng Thi Hạ: "Cô đắc ý cái gì, người Lịch Cảnh Diễn thích không phải cô, giờ cô ngồi ở vị trí Lịch phu nhân cũng chỉ là quạ chiếm tổ thôi." Im mồm, giọng nói vang lên từ phía sau. Thấy Lịch Cảnh Diễn đi tới, Lục Hinh Lâm biến thành rùa rụt đầu, lập tức dán lên người anh: "Cảnh Diễn, anh nhìn cô ta đi, Thi Hạ cô ta." Cô còn chưa nói hết, Lịch Cảnh Diễn đã đẩy cô ra. Lục Hinh Lâm còn tưởng chuyện lần trước cô tìm đến tận nhà. Lịch Cảnh Diễn không để bụng, có thể thấy Thi Hạ đối với anh không hề quan trọng, lần này Lịch Cảnh Diễn nhất định sẽ giúp mình. Nhưng ngay sau đó, Lịch Cảnh Diễn lại ôm Thi Hạ vào lòng: "Cô nghe rõ đây, Lịch phu nhân mãi mãi là Thi Hạ, vợ của Lịch Cảnh Diễn tôi chỉ có một người là Thi Hạ, cô hiểu chưa? Anh còn bảo vệ sĩ sau này không cho Lục Hinh Lâm vào đây nữa." Một tiếng sau, Thi Hạ nấu cơm xong, Lịch Cảnh Diễn ăn một miếng, khen không ngớt mồm: "Rất ngon Thi Hạ, sau này em có thể cân nhắc làm đầu bếp." Thi Hạ nhất thời thật sự nghĩ đến nửa đời còn lại sẽ ở bên anh, nhưng hiện thực nhắc nhở cô có lẽ quan hệ giữa họ chỉ nên dừng lại ở đây. Tổng tài bá đạo chỉ nói đúng một câu: "Buổi tối đợi anh về nhà", đã làm cô gái vui cả ngày. Nhưng cô không hề biết phong ba bão tập đang đến gần. Thi Hạ vui vẻ trở về nhà, đóng vai mẹ hiền dâu thảo, cô muốn dọn dẹp nhà cửa một lượt. Sau khi chuyển vào đây, cô chưa từng bước vào phòng làm việc, vừa bước vào cô đã nhìn thấy đống thủy tinh vỡ trên bàn Lịch Cảnh Diễn. Thi Hạ cảm thấy kỳ lạ, thủy tinh vỡ còn để nguyên trên bàn, không sợ đâm vào tay à? Thi Hạ nghĩ ngợi, thu gom lại khung ảnh bị vỡ ném vào thùng rác. Còn bức ảnh, cô không hề chú ý đó là ảnh gì. Đột nhiên dưới nhà có tiếng mở cửa, Thi Hạ vội vàng chạy xuống. "Về rồi đây." Lịch Cảnh Diễn mỉm cười bước lại gần, ôm Thi Hạ. Thi Hạ có chút bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ hai người thật ra cũng giống một đôi vợ chồng thắm thiết lắm, cũng có cảm giác gia đình. Lịch Cảnh Diễn vào phòng làm việc một lát, mặt tự nhiên biến sắc: "Thi Hạ, em có thấy tấm ảnh anh để trên bàn không?" Thi Hạ ngẩn người, nhớ ra hồi chiều mình đã dọn hết vào đống rác. Cô hơi chau mày hỏi: "Anh nói cái khung ảnh bị vỡ hả?" Lịch Cảnh Diễn kích động gật đầu: "Đúng, chính là nó. Em để đâu rồi?" Thi Hạ thấy anh có vẻ căng, đột nhiên có cảm giác chuyện này hơi bất ổn, cô ấp úng mãi mới nói: "Em tưởng là rác nên vứt đi rồi." Quả nhiên, sắc mặt Lịch Cảnh Diễn lập tức chuyển màu như bầu trời sắp có bão tố, mây đen ngùn ngụt: "Đó là đồ vật rất quan trọng với anh, sao em lại tùy tiện vứt đi?" Lịch Cảnh Diễn nói, rồi lạnh lùng đẩy Thi Hạ ra. Thi Hạ không kịp đề phòng, đầu đập vào cạnh bàn uống nước, máu chảy ròng ròng. Lịch Cảnh Diễn lại làm như không thấy gì, tức giận đùng đùng bỏ lên gác. Thi Hạ rất tủi thân, rốt cuộc đó là ảnh ai mà quan trọng như thế, quan trọng đến mức anh không thèm nhìn em đang chảy máu. Thi Hạ mặc kệ trán chảy máu đầm đìa, đội mưa chạy đi lục thùng rác. Cô không đeo găng tay, thò vào lục lọi, quên mất trong túi rác có mảnh thủy tinh vỡ, tay cô bị thủy tinh cứa đứt. Nhìn thấy tấm ảnh giữa đống kính vỡ, Thi Hạ đột nhiên muốn khóc thật to. Hóa ra là cô ấy, bảo sao? Trong lòng Lịch Cảnh Diễn, cô ấy mới là nốt chu sa không thể phai màu, còn mình chẳng là gì cả. Rõ ràng vết thương trên tay và trán cô còn rất đau, nhưng tại sao nơi đau đớn nhất lại là trái tim cô? Rõ ràng cô đã tự dặn lòng không được thích Lịch Cảnh Diễn. Cô khóc cái gì? Khóc vì mình không có ai thương à? Cô gái muốn chữa bệnh cho bà nên bị ép gả vào hào môn, nhưng vì làm mất tấm ảnh mối tình đầu của chồng, bị chồng đánh chảy máu đầu,
còn chồng cô không chỉ không quan tâm vết thương của cô, mà còn ngồi trong phòng nghĩ rốt cuộc cô có ma lực gì. Có phải nên tránh xa cô một chút, người mình yêu là mối tình đầu cơ mà. Lúc này Thi Hạ mở cửa ra, băng bó xong cho mình rồi đặt tấm ảnh lên bàn. Xin lỗi, sau này em sẽ không động vào đồ của anh nữa. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Lịch Cảnh Diễn thấy Thi Hạ bị thương, quan tâm hỏi, xin lỗi, em không sao chứ? Vừa rồi anh hơi kích động, anh định nói gì đó, nhưng bị Thi Hạ cắt ngang. Không sao, em đã vượt quá giới hạn, hy vọng sau này chúng ta vẫn làm đúng theo hợp đồng hôn nhân, đừng làm phiền cuộc sống của nhau. Nói rồi cô bỏ đi, nước mắt đã rưng rưng. Cô cần một người tâm sự để giải tỏa tâm trạng ngột ngạt, thế là cô hẹn người bạn thân nhất Ninh Vô Ưu tới quán bar. Ninh Vô Ưu vừa tới đã thấy vết thương trên mặt cô, lo lắng hỏi cô làm sao thế, sao lại bị thương, đã xảy ra chuyện gì. Thi Hạ bảo lúc đang nấu cơm thì bị trượt ngã. Ninh Vô Ưu vừa nghe đã biết là cô nói điêu, chắc chắn là Lịch Cảnh Diễn bắt nạt cô, thì có anh ta mới có thể làm cô bị thương. Thi Hạ gật đầu cười nói, quả nhiên chỉ có Vô Ưu hiểu mình. Ninh Vô Ưu ôm chặt Thi Hạ an ủi, Hạ Hạ đáng thương, rượu không ngon hay là sườn không thơm, đừng nghĩ đến thằng đó nữa. Mình nhớ bà ngoại, không biết bà ở nhà có sống tốt không, mình muốn về thăm bà mà không được. Thi Hạ, cậu vì giúp bà chữa bệnh nên mới đồng ý với Thi Minh Thành thay chị cậu cưới Lịch Cảnh Diễn, thế nên cậu phải sống tốt, bà ngoại cũng sẽ sống tốt. Giờ ở bên Thi Hạ, người duy nhất có thể tâm sự cùng cô chắc chỉ có mỗi bạn thân Ninh Vô Ưu. Ninh Vô Ưu thở dài đột nhiên hỏi, Thi Hạ, cậu đã nghĩ đến tương lai với Lịch Cảnh Diễn chưa? Thi Hạ lắc đầu, chúng mình không phải người cùng một thế giới, chỉ còn một năm mình có thể rời xa anh ấy. Cho dù nửa câu sau cô không dám nói tiếp vì cô đã rung động với Lịch Cảnh Diễn. Ninh Vô Ưu là bạn thân, đương nhiên hy vọng cô có thể vui vẻ làm theo ý mình. Hai người họ bắt đầu uống rượu vui vẻ, trợ lý bỗng gọi điện thoại khiến cô lập tức trở nên tỉnh táo. Có những người em càng muốn đẩy họ ra, họ lại càng tóm em chặt hơn. Thi Hạ và bạn thân đang uống rượu vui vẻ, bỗng trợ lý gọi điện tới báo có người định nhảy lầu ở tòa trụ sở công ty. Thi Hạ nghe vậy lập tức tỉnh cả người, khẩn trương chạy tới hiện trường. Vừa tới nơi, trợ lý đã báo với cô người định nhảy lầu tên là Ngô Khiết, nói đã dùng các sản phẩm của công ty họ dẫn đến hủy hoại nhan sắc, giờ đang ở trên nóc nhà đòi tự sát. Thi Hạ nghe vậy, dù bản thân mắc chứng sợ độ cao nhưng cũng chạy lên sân thượng. Trước khi lên còn dặn dò Vô Ưu, nếu mình xảy ra chuyện gì thì nhờ Ninh Vô Ưu chăm sóc bà ngoại. Cô run rẩy bước từng bước lên sân thượng cao vút. Sau mấy tiếng đồng hồ khuyên nhủ, cuối cùng cô đã thuyết phục được Ngô Khiết. Nhân viên đỡ Ngô Khiết xuống dưới, còn cô thì mệt đến mức gục xuống đất. Thi Hạ đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn không còn chút sức lực nào, giống như đang dẫm lên một thảm bông mềm. Đúng lúc này, Lịch Cảnh Diễn đột nhiên bế bổng Thi Hạ lên. Thi Hạ cũng không biết anh tới từ bao giờ, kinh ngạc dương mắt nhìn anh. Cô còn chưa kịp nói gì, Lịch Cảnh Diễn đã tức giận mắng cô, đã sợ độ cao còn trèo lên đây, em không cần mạng nữa à. Sau đó Thi Hạ xuống công ty, dặn trợ lý đi cùng Ngô Khiết hẹn lịch kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Trợ lý có chút ngạc nhiên, kết quả điều tra đã xác minh chuyện này không liên quan đến họ, sao vẫn phải giúp cô ta. Thi Hạ gật đầu, chúng ta giúp Ngô Khiết điều trị, nếu không thì mấy trăm nghìn tiền quảng cáo coi như bỏ phí hết. Với lại dư luận xoay quanh chuyện lần này, hễ có ai để lại bình luận bất lợi cho chúng ta thì phải báo ngay cho tôi. Nói rồi trợ lý mở điện thoại ra kiểm tra, mới phát hiện vụ lần này đã được Lịch Cảnh Diễn dình xuống. Thi Hạ khẽ cau mày, nhìn cô có vẻ không được vui cho lắm. Đến lúc Thi Hạ tan làm về nhà mới biết Lịch Cảnh Diễn vẫn luôn đứng dưới tòa nhà công ty đợi cô. Lịch Cảnh Diễn nghiêm mặt hỏi, sao em lại lên sân thượng? Thi Hạ, chẳng lẽ em không còn lưu luyến ai trên thế giới này nữa à? Dám vì công việc mà không cần đến mạng sống của mình? Có, nhưng chúng em ở hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể bên nhau được. Ngày hôm sau, Thi Hạ một mình ngồi phát sầu, cô không muốn nợ ân tình của Lịch Cảnh Diễn chút nào, nhưng kết quả lại nợ nhiều quá. Cô cầm điện thoại mân mê trong lòng bàn tay, làm sao đây, mình không muốn làm anh ấy giận. Một giọng nói khác trong đầu lại nói với cô, hoảng hốt cái gì, mời anh ấy ăn một bữa cơm là được. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn gọi điện thoại, anh tối nay tan làm anh có rảnh không? Lịch Cảnh Diễn ở đầu dây bên kia cũng rất bất ngờ, cười cười nói, Thi Hạ, em muốn rủ anh đi hẹn hò đấy à? Thi Hạ mất kiên nhẫn, rốt cuộc anh có rảnh không? Nếu rảnh thì tan làm cùng nhau đi ăn, không thì thôi. Lịch Cảnh Diễn cười cười, lời mời của vợ, đương nhiên anh sẽ đồng ý. Thi Hạ có cảm giác Lịch Cảnh Diễn càng ngày càng lạ, trước khi anh chắc chắn sẽ không nói với mình như thế. Sau đó cô gửi tin nhắn cho Lịch Cảnh Diễn, 6 giờ, phòng VIP của Mộng Hồi Đường Chiều. Lịch Cảnh Diễn nhìn thấy tin nhắn của cô, thầm nghĩ, đúng là cô không muốn nợ ân tình của mình chút nào cả. Dù lúc mới bắt đầu anh cũng không muốn qua lại với cô gái này, nhưng hình như là số phận sắp đặt, không có cách nào chia cắt hai người, càng ngày anh càng không nhịn được muốn tiến lại gần cô, để xem dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô ẩn giấu điều gì. Người đàn ông đúng giờ hẹn xuất hiện trước cửa nhà hàng Mộng Hồi Đường Chiều. Hai người sánh vai nhau cùng bước vào nhà hàng, Thi Hạ đột nhiên lên tiếng, anh có nghĩ rằng nếu chúng ta không phải vợ chồng, chưa biết chừng có thể trở thành bạn bè không? Lịch Cảnh Diễn nghe hai chữ bạn bè, bỗng dừng bước, nắm chặt tay Thi Hạ, kích động nói, Thi Hạ, chúng ta sẽ mãi mãi không thể thành bạn bè, em hiểu không? Em là vợ của Lịch Cảnh Diễn này, sao anh phải làm bạn bè với em? Nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng, hành động này của anh có vẻ hơi vượt quá giới hạn rồi đó. Lịch Cảnh Diễn nhẹ nhàng buông tay cô ra, bởi vì anh muốn quan hệ vợ chồng của chúng ta được tiếp tục duy trì. Thi Hạ mắt chữ O mồm chữ A, đuổi theo hỏi Lịch Cảnh Diễn, anh nói thế là có ý gì? Lịch Cảnh Diễn không ngoảnh đầu lại, lái xe bỏ đi thẳng, để lại một mình Thi Hạ đang tự trách, toi rồi, bữa cơm cảm ơn hôm nay coi bộ có vẻ toang, quả nhiên mình không giỏi cảm ơn người khác. Không nghĩ nữa, công việc quan trọng, sau đó cô một mình trở về công ty tăng ca, bất giác đã làm đến tận 10 giờ đêm. Đột nhiên mẹ chồng gọi điện tới, Thi Hạ ngạc nhiên nhấc máy lên nghe, mẹ chồng hỏi cô sao 10 giờ rồi còn chưa về nhà. Bà đã đem canh đến cho hai vợ chồng, đợi mãi mà không thấy ai về. Lịch Cảnh Diễn còn nói dạo này Thi Hạ toàn không về nhà,
Nó một mình cô đơn trong căn phòng trống rõ lâu. Y Hạ cứng họng đáp, không đâu mẹ ơi, chỉ là dạo này con hơi bận hay phải tăng ca. Nếu mẹ vẫn còn ở nhà, con sẽ về ngay. Trong lòng cô thầm mắng, rõ ràng người hay phải một mình cô đơn trong phòng trống là cô. Nửa tiếng sau Thi Hạ trở về nhà, lúc này mẹ chồng đã ngủ, chỉ còn lại Lịch Cảnh Diễn đang ngồi trên sofa đợi cô. Lịch Cảnh Diễn liếc cô một cái, bảo trong phòng bếp có canh. Thi Hạ vừa đặt tập tài liệu trong tay lên bàn uống nước, vừa nói với anh, lát nữa em ăn, vẫn còn việc chưa xử lý xong. Nói rồi cô một mình chìm vào công việc. Lịch Cảnh Diễn thấy cô tập trung làm việc như thế, bèn vào trong bếp lấy canh ra cho cô, còn không ăn là nguội mất đấy. Thi Hạ chỉ đành ngoan ngoãn cầm bát canh, hút một hơi hết sạch, uống xong cô lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Lịch Cảnh Diễn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi, tại sao quản lý như em lại phải làm mấy công việc nhập số liệu thế này? Cô nói thế thì cô mới yên tâm, với lại việc này cũng khá gấp, hôm nay phải làm xong. Lịch Cảnh Diễn thấy với tốc độ này của cô thì chắc phải tới sáng mai, thế nên anh đưa tài liệu cho Thi Hạ để anh nhập số liệu cho, còn Thi Hạ chỉ cần đọc. Thi Hạ nghe vậy quay sang nhìn anh ngạc nhiên, anh có thể đi ngủ trước. Lịch Cảnh Diễn lắc đầu nhìn Thi Hạ, mặt ra vẻ chê bôi cô đúng là hết thuốc chữa, không phải là vì em ngốc quá nên chưa làm xong à? Mau đọc đi, hai người hợp tác, công việc nhanh chóng hoàn thành. Thi Hạ không nhịn được khen anh làm nhanh ghê. Lịch Cảnh Diễn đột nhiên ghé sát bên tai Thi Hạ, anh không thích em khen anh như thế, em nên nói, chồng ơi anh thật giỏi, không một cô gái nào có thể chống đỡ nổi sự bá đạo này. Anh tổng tài không chỉ có mồm miệng ngọt sớt ăn nói dễ nghe, mà còn có mặt đẹp dáng ngon, là nhân vật có 102 ở thành phố S. Lịch Cảnh Diễn đột nhiên ghé vào tai Thi Hạ nói nhỏ, anh không thích em khen anh như thế, em nên khen là chồng ơi anh thật giỏi. Thi Hạ nghe xong lập tức xấu hổ đỏ mặt. Lịch Cảnh Diễn, anh bình thường một chút dùng đi, mau làm việc. Vâng thưa vợ, em còn biết đỏ mặt à, anh tưởng mặt em chẳng bao giờ có biểu cảm gì cơ. Thi Hạ vội vàng cầm tài liệu lên che mặt, biểu cảm đỏ mặt xấu hổ chỉ có người đặc biệt mới nhìn thấy thôi. Sau mấy tiếng chiến đấu, cuối cùng Lịch Cảnh Diễn đã hoàn thành xong số công việc còn lại. Anh đứng dậy phát hiện ra Thi Hạ đã ngủ thiếp đi, anh bèn bế Thi Hạ vào phòng, còn không quên hôn trộm lên trán cô một cái. Anh càng ngày càng chờ đợi một Thi Hạ khác biệt xuất hiện. Sáng hôm sau, Thi Hạ nằm mơ thấy mình bị một con quái vật to lớn đuổi theo đòi hôn cô, suýt nữa lấy mất chín trắng của cô sợ quá lập tức bừng tỉnh, theo phản xạ giơ tay sờ ga giường nằm bên cạnh, thấy vẫn còn ấm, nghĩ tới cảnh tối qua mình ngủ cùng Lịch Cảnh Diễn mà Thi Hạ lại đỏ bừng. Cô ra ngoài phòng khách, nhìn thấy tờ giấy nhắn Lịch Cảnh Diễn để lại trên MacBook, thầm nghĩ anh tăng ca cũng không cần báo cáo với em đâu. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, hóa ra là mẹ kế Bạch Thù gọi điện. Bạch Thù giọng có vẻ thái độ, cô không quên mai là sinh nhật của bố cô chứ, ngày mai dẫn Lịch Cảnh Diễn về dự tiệc sinh nhật, bố chưa từng nói với tôi chuyện này, bà không thấy hỏi tôi có nhớ không, nó rất nực cười à. Thật ra trong lòng Thi Hạ biết mục đích chính là đưa Lịch Cảnh Diễn về. Bạch Thù nghe Thi Hạ nói với mình cũng không khách khí gì cả, thế là bà nổi đoá, Thi Hạ cô dám nói chuyện với tôi như thế à, tốt xấu gì tôi cũng là mẹ cô trên danh nghĩa đấy, nếu không phải vì con gái tôi không có mặt, một đứa con hoang như cô có thể thay nó trở thành Lịch phu nhân không? Thi Hạ nghe vậy cười lạnh, ai thèm chứ, nếu bà tìm được Thi Tuyền về thì tôi trả lại vị trí này cho cô ta ngay, tôi bận lắm không còn việc gì thì cúp máy. Bạch Thù đột nhiên nghiêm giọng nói, dù thế nào đi nữa ngày mai tôi cũng phải nhìn thấy Lịch Cảnh Diễn trong bữa tiệc. Nói rồi bà cúp máy luôn. Thi Hạ cảm thấy thật nực cười, lại người này mà cũng dám nhận là mẹ cô à. Thi Hạ do dự kiểm tra thời gian biểu buổi chiều, thấy thời gian kết hợp đồng cô có chút lo lắng, cô còn chưa nghĩ kỹ xem mình có nên nói việc này với Lịch Cảnh Diễn không. Cuối cùng cô vẫn cầm điện thoại lên, dù anh có muốn đi hay không mình cũng phải báo với anh một tiếng, nhưng người nhấc máy lại không phải là Lịch Cảnh Diễn mà là con bĩ trà xanh Lục Hinh Lâm. Nghe giọng cô ta rất kiêu căng, Lịch phu nhân, tôi là Lục Hinh Lâm, Cảnh Diễn ở chỗ tôi đang bận, có việc gì quan trọng cần dặn không? Anh tổng tài này rất vô lý, chạy đến quán ba xà nẹo thân mật với phụ nữ khác, lại trách vợ mình không coi mình là chồng cô. Thi Hạ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên, dù anh có muốn đi hay không thì mình cũng phải báo anh một tiếng. Ai dè đầu dây bên kia vừa nhấc máy lại nghe thấy giọng trà xanh Lục Hinh Lâm, Lịch phu nhân, tôi là Lục Hinh Lâm, Cảnh Diễn đang ở chỗ tôi có việc bận, cô có việc gì cần báo không? Thi Hạ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thế thì phiền cô báo với anh ấy, bố vợ của anh ấy ngày mai tổ chức tiệc sinh nhật, anh có muốn tham gia không thì tùy. Lục Hinh Lâm cố tình nói, ngày mai anh ấy phải đi với tôi. Cúp điện thoại, Lục Hinh Lâm lập tức xóa ngay lịch sử cuộc gọi, thầm nghĩ một mình cô đi dự tiệc sinh nhật của bố, chắc Lịch phu nhân sẽ trở thành trò hề nhỉ. Đúng lúc này Lịch Cảnh Diễn trở về, giọng anh có vẻ không vui, ai cho cô vào đây, cô biết tôi ghét nhất loại bám dai như đỉa không? Lục Hinh Lâm vội vàng giải thích, Hà Kiều hôm nay tổ chức tiệc bảo em tới đón anh qua, họ nói lâu rồi anh không tới. Lịch Cảnh Diễn gật đầu, đúng là lâu rồi không gặp họ thật, tối nay vừa hay cũng có thể đi xả hơi chút. Lúc này trợ lý đến, tổng giám đốc, ngày mai có tiệc sinh nhật của bố vợ anh, lần này mời rất nhiều người. Lịch Cảnh Diễn nhớn mày, thế à, còn có việc gì nữa không? Nhưng vợ anh có vẻ không nói với anh việc này thì phải. Lịch Cảnh Diễn đến quán bar, vừa uống rượu với các anh em, vừa để ý điện thoại, nhưng đợi mãi mà không thấy Thi Hạ gọi, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Lịch Cảnh Diễn đã căng, chẳng lẽ cô định một mình đi dự tiệc, nhất định phải cho cô gái này ý thức được việc cô đã có chồng, cứ làm như mình còn độc thân, hay là quá phụ không biết dự tiệc mà còn quên anh. Lục Hinh Lâm còn giả vờ không biết gì, Cảnh Diễn, sao anh cứ không tập trung thế, tối nay muốn em ở bên anh không? Lục Cảnh Diễn gạt tay cô ra, đứng dậy nói, tôi không uống rượu với các cô nữa, hôm nay tôi bao. Mấy người khác nghe vậy có chút không vui, mới quẩy có xíu mà sao anh đã phải về thế, bị bạn bè níu kéo. Lịch Cảnh Diễn vẫn không định ở lại, còn rất đắc ý nói, tôi là người đã có gia đình rồi. Nửa tiếng sau, Thi Hạ vừa đẩy cửa vào nhà, Lịch Cảnh Diễn đã đột nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau, làm Thi Hạ sợ hãi suýt thì báo công an. Lịch Cảnh Diễn mới lên tiếng, đến giọng chồng em mà em còn không nhận ra à,
em tuyệt tình thật đấy. Thi Hạ không thể nói gì, lùi lại hai bước, tỏ vẻ rất ghét bỏ. Em còn tưởng tối nay anh không về. Lịch Cảnh Diễn hỏi ngược lại, đây là nhà anh, sao anh không thể về? Họ tiến sát lại gần nhau. Lịch Cảnh Diễn giọng lè nhè, mùi rượu phả hết lên mặt Thi Hạ. Thi Hạ cảm thấy khó chịu, buông em ra. Anh say rồi, đi tìm cô gái khác hầu hạ anh đi. Đừng ở đây làm phiền em mong anh đi tìm người khác thế à? Em không có gì muốn nói với anh hả? Không có, anh buông em ra được chưa? Lịch Cảnh Diễn bất mãn nhìn Thi Hạ, có phải chưa bao giờ coi anh là chồng em đúng không? Nói rồi anh túm chặt tay Thi Hạ, cô còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã mạnh mẽ hôn co. Con vĩ trà xanh dám lấy tiền bắt Thi Hạ phải rời xa tổng tài. Thi Hạ không chịu, cô ta chơi khổ nhục kế, giả vờ ngã, hãm hại Thi Hạ. Mẹ kế đến công ty của Thi Hạ gây sự, tức mình xông lên phang vỡ đầu Thi Hạ, thấy vẫn chưa đã cái như, bà ta lại chửi Thi Hạ. Lịch Cảnh Diễn ôm Thi Hạ từ phía sau, Thi Hạ kinh ngạc, Lịch Cảnh Diễn sao lại xuất hiện ở đây? Lịch Cảnh Diễn quay sang nhìn mẹ kế, mặt biến sắc, như định tính sổ với bà, dù đây là mẹ vợ. Lịch Cảnh Diễn kéo tay Thi Hạ, nói anh tới đón Thi Hạ tan làm, thấy mình được người ta bảo vệ, Thi Hạ cũng thấy ấm lòng, lên xe, Lịch Cảnh Diễn nhẫn nại giúp Thi Hạ lau qua vết thương. Thi Hạ thấy rất đau. Lịch Cảnh Diễn ấn trán Thi Hạ một cách nghiêm khắc, bảo cô nếu vết thương lành rồi có khi nào sẽ bị xấu đi không? Biết được thân thế của Thi Hạ, Lịch Cảnh Diễn cũng thương, nắm tay cô, bày tỏ dù thân thế của cô ra sao, thì cô cũng mãi mãi là Lịch phu nhân. Thi Hạ nghe vậy cũng cảm động, cảm thêm động lòng với Lịch Cảnh Diễn. Xuống xe, Thi Hạ nhìn theo chiếc xe chạy xa, còn nhận được tin nhắn làm nũng của Lịch Cảnh Diễn, dạ dày vẫn còn hơi đau. Đáng tiếc là vợ không thể ăn cùng anh. Đột nhiên có số điện thoại lạ gọi tới, hóa ra là con vĩ trà xanh hẹn cô ra ngoài có việc cần nói. Thi Hạ cảm thấy hôm này đúng là một ngày phiền vờ lờ, bó tay, đành phải đến chỗ hẹn gặp cô ta. Vĩ trà xanh ném luôn tấm thẻ bạc vào mặt cô, bảo Thi Hạ cuốn gói mấy năm. Thi Hạ từ chối luôn. Thấy Thi Hạ định bỏ đi, vĩ trà xanh vội cuống lên uy hiếp Thi Hạ. Hạ Hạ chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra, ai ngờ vĩ trà xanh đã hét toáng lên, cả người ngã ngửa từ tầng 2 xuống đất. Thi Hạ cũng kinh hãi, cô chỉ kịp hét lên cẩn thận, nhưng vẫn không kịp cứu người. Thế là Thi Hạ bị một nhóm phóng viên bao vây chất vấn, tại sao cô lại đẩy ngã người ta? Vĩ trà xanh dùng tiền ép Thi Hạ rời xa tổng tài. Thi Hạ từ chối, cô ta lại giả vờ bị ngã để hãm hại Thi Hạ. Thế là đám phóng viên ập tới, nháo nhác chất vấn Thi Hạ tại sao lại đẩy ngã người ta. Thi Hạ cũng sốc nang vì sự xuất hiện của phóng viên. Con vĩ trà xanh còn đổ dầu vào lửa, tủi thân trách móc, Thi Hạ đẩy cô ta xuống cầu thang. Thi Hạ tức giận quát đám phóng viên, việc quan trọng bây giờ là phải đưa người đi bệnh viện. Không ngờ người ta lại bảo cô thẹn quá hóa giận, càng nhiều tiếng xì xào mỉa mai vang lên. Tổng tài bá đạo vô tình nhìn thấy vết máu dính trên khăn tay, muốn quay lại đưa thuốc cho vợ, đến gần công ty thì phát hiện ra vợ yêu bị người ta bao vây. Anh lập tức bước về phía Thi Hạ, đẩy đám phóng viên bao vây Thi Hạ lùi lại về sau, kéo Thi Hạ vào lòng mình, dịu dàng an ủi, ngoan, đừng sợ. Thấy Lịch Cảnh Diễn xuất hiện, phóng viên lại nhào tới chĩa micro vào mồm. Lịch Cảnh Diễn không muốn tiếp họ, bảo họ lấy thẻ phóng viên ra, nếu không lấy được ra thì tôi báo cảnh sát. Mọi người đều bối rối, không dám to mồm gáy nữa. Lịch Cảnh Diễn đỡ Thi Hạ, bảo trợ lý đưa con vĩ trà xanh đến bệnh viện. Vĩ trà xanh bắt đầu diễn, mồm thì nói Thi Hạ không cố ý, thực ra là đang đổ oan cho Thi Hạ. Lịch Cảnh Diễn nhìn là biết bài của cô ta, lập tức vạch trần. Con vĩ trà xanh còn định lươn lẹo, Lịch Cảnh Diễn đã rút túi máu giả của cô ta ra. Vĩ trà xanh hoang mang sai ngay, quần chúng đứng hóng cũng thay đổi thái độ, xì xào bàn tán con vĩ trà xanh này đúng vô liêm sỉ. Thấy tình hình bất ổn quá, vĩ trà xanh bèn giả vờ xỉu ngang. Lịch Cảnh Diễn chán chẳng muốn xem diễn xuất dở ẹc của con trà, bèn dắt tay Thi Hạ bỏ đi. Đột nhiên anh dừng bước, Thi Hạ va vào lồng ngực Lịch Cảnh Diễn. Lịch Cảnh Diễn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thi Hạ, ngoài miệng thì mắng Thi Hạ là đồ ngốc, nhưng tay thì chu đáo giúp Thi Hạ dán lại băng cá nhân. Dán xong, Lịch Cảnh Diễn cưng chiều nâng cầm Thi Hạ lên nói, em mà bị xấu đi thì xem ai dám thích em. Thi Hạ tức giận đáp, cô cũng không phải loại dùng mặt kiếm cơm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, lúc này nhìn họ trông cũng giống một đôi vợ chồng ân ái, vô cùng ấm áp. Vợ nhỏ của tổng tài bá đạo đột nhiên bị đối tác trêu ghẹo, người đầu tiên xuất hiện bảo vệ Thi Hạ, hại không phải tổng tài. Thi Hạ lúc này đang dặn nhân viên, đối tác yêu cầu cô đến cuộc hẹn một mình. Thế là Thi Hạ đến quán bar đúng giờ hẹn. Bước vào quán bar, đối tác lập tức khen Thi Hạ rất xinh. Thi Hạ ngồi xuống khiêm tốn đáp, không ngờ ông chú béo nước mỡ lại nhảy tới ôm Thi Hạ từ phía sau, tay cầm ly rượu dí sát vào Thi Hạ, giọng điệu trêu ghẹo Thi Hạ. Thi Hạ rất ghét tiếp xúc với ông ta, cô đứng dậy nói thẳng, nếu không có ý định hợp tác thì cô xin về luôn. Không ngờ cô vừa bước ra khỏi cửa thì bị hai vệ sĩ chặn lại. Ông chú như con sói đói nhào lên đè Thi Hạ xuống dưới thân, bắt đầu kéo áo cô ra. Thi Hạ nhắm đúng thời cơ huých ông ta một phát, người đàn ông gục xuống. Thi Hạ vừa chạy vừa hét lên, cứu tôi với, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. Đột nhiên cánh cửa bị người khác đạp tung, một người đàn ông đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn, người này chính là đàn anh của Thi Hạ. Khương Ngự Thừa kéo Thi Hạ vào lòng, ôm chặt cô, anh từng được quán quân môn taekwondo, đán mấy tên đàn ông mặt mày tím tái. Thi Hạ cảm ơn đàn anh, đàn anh đau lòng xoa đầu Thi Hạ, nghe nói em đã kết hôn rồi, tại sao lại phải ra đây để bị người ta bắt nạt? Chồng em không bảo vệ được em à? Đôi mắt Thi Hạ long lanh, cô cố tỏ ra vui vẻ mỉm cười, nói mình không cần ai bảo vệ cả. Khương Ngự Thừa rất thương Thi Hạ, cô gái này lúc nào cũng gượng ép bản thân như thế. Thi Hạ đưa châu anh một tấm danh thiếp, nói hôm khác cô sẽ mời đàn anh ăn bữa cơm để cảm ơn hôm nay anh đã cứu cô. Thi Hạ mỉm cười với tay chào tạm biệt Khương Ngự Thừa, còn anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Thi Hạ rời đi, mãi không rời mắt. Trở về công ty, Thi Hạ cười khổ, không người sinh nhật năm nay lại nhọc như thế, còn 2 tiếng nữa là qua ngày sinh nhật rồi. Đột nhiên điện thoại reo lên, Lịch Cảnh Diễn gọi tới, cô nhấc máy. Lịch Cảnh Diễn lúc này đang cầm một bó hoa tới đứng dưới nhà đợi Thi Hạ. Bạn có dám tin không, một ngày trước còn đang ôm hôn ngọt ngào, nhìn giống hệt một đôi vợ chồng ân ái, ngày hôm sau chỉ vì nghe thấy tên mối tình đầu
mà tổng tài đã vứt bỏ cô vợ đang ốm của mình. Khi Hạ bước ra khỏi công ty, thấy lịch cảnh diễn đẹp trai người người dựa vào cửa xe, anh lấy bó hoa giấu sau lưng bước đến trước mặt Thi Hạ. Hạ Hạ chúc mừng sinh nhật. Thi Hạ vô cùng bất ngờ, lịch cảnh diễn nhớ sinh nhật cô, cô cảm động kiễng chân lên, chủ động hôn lịch cảnh diễn. Lịch cảnh diễn chỉ cảm thấy chưa hôn đủ, một tay ôm eo Thi Hạ, một tay giữ mặt Thi Hạ để nụ hôn càng thêm sâu. Môi hai người giao nhau, lúc này trông họ như một đôi vợ chồng ân ái. Hôm sau Thi Hạ nhận được lời mời đi dự tiệc, lịch cảnh diễn nhìn Thi Hạ không rời mắt, nhìn đến mức Thi Hạ phải xấu hổ cúi đầu. Lịch cảnh diễn khen Thi Hạ hôm nay rất đẹp, Thi Hạ không biết đàn anh Khương Ngự Thừa cũng luôn chú ý đến mình. Thi Hạ luống một ly rượu vang, quên mất mình vẫn còn đang đến tháng. Một lát sau cô cảm thấy hơi đau bụng, toàn thân toát mồ hôi, đàn anh lập tức chú ý kéo tay Thi Hạ lại hỏi cô có làm sao không. Thấy một người đàn ông đang lôi kéo Thi Hạ, sắc mặt tổng tài bá đạo tối sầm, anh bước tới tuyên bố chủ quyền kéo Thi Hạ vào lòng. Hỏi Thi Hạ có chỗ nào không khỏe, Thi Hạ nói với đàn anh mình không sao cả, rồi bảo lịch cảnh diễn đỡ mình sang một góc nghỉ ngơi. Lịch cảnh diễn lo lắng hỏi, Thi Hạ có cần đến bệnh viện không? Thi Hạ cố kiềm chế cơn đau, bảo lịch cảnh diễn đi lấy cho cô cốc nước ấm. Cô nghỉ ngơi một lát là khỏi, nhưng đột nhiên có người trong bữa tiệc reo lên, ôi siêu sao. Thẩm Giai tới rồi, Thi Hạ nghe thấy cái tên này, mắt mở to, bất giác kéo tay lịch cảnh diễn lại, không ngờ, vẫn không ngăn nổi bước chân lịch cảnh diễn. Lịch cảnh diễn chỉ nhàn nhạt liếc Thi Hạ một cái, không hề do dự bước thẳng về phía mối tình đầu. Thi Hạ đau đến mức đổ mồ hôi liên tục, bị bỏ lại một mình ở đây, nhìn theo bóng lưng lịch cảnh diễn, trong lòng Thi Hạ vô cùng phức tạp, trái tim như bị kim đâm, vô cùng đau đớn. Trong lòng lịch cảnh diễn cuối cùng cùng cũng chỉ có một mình Thẩm Giai mà thôi. Tổng tài vừa nghe thấy tên mối tình đầu đã bỏ rơi người vợ đang bệnh tật của mình, nhưng Thi Hạ cũng không níu kéo anh đi theo tình đầu. Một mình Thi Hạ ngồi trong góc, cố nhẫn nhịn cơn đau bụng, nhưng nỗi đau trong tim còn đau hơn thể xác hàng trăm lần. Đột nhiên có người bước tới, Thi Hạ ngẩng đầu nhìn, hóa ra là đàn anh Khương Ngự Thừa. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu đau đớn của Thi Hạ, anh cũng rất thương. Thi Hạ còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế ngang Thi Hạ lên, nói muốn đưa cô tới bệnh viện. Thi Hạ đau đớn vùng vẫy yếu ớt, giọng cảm ơn nghe cũng không còn sức lực. Đến bệnh viện kiểm tra xong, Khương Ngự Thừa dặn Thi Hạ không được uống nước lạnh, cũng không được uống rượu. Thi Hạ nói đây là bệnh cũ của cô, đàn anh có tâm đưa Thi Hạ về nhà nghỉ ngơi, nhưng dọc đường đi hai người im lặng không nói gì. Đàn anh nhớ tới trong sổ khám bệnh của Thi Hạ có ghi chưa từng quan hệ nam nữ, anh quyết định nắm lấy cơ hội để đến trước cửa nhà. Khương Ngự Thừa không nhịn được chỉ trích lịch cảnh diễn bỏ rơi vợ mình, thật quá đáng. Thi Hạ hiểu đó là vì người anh ấy thích đã trở về, thế nên mới có phản ứng như thế. Khương Ngự Thừa tự nhiên nắm chặt tay Thi Hạ, hỏi Thi Hạ có từng nghĩ đến chuyện ly hôn chưa. Có những lời Thi Hạ không thể nói ra, cuộc hôn nhân này dù bắt đầu hay kết thúc, quyền chủ động đều không nằm trong tay cô. Thi Hạ vội vàng rụt tay lại, nói cô không muốn nhắc chuyện này nữa. Sau đó cô mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Khương Ngự Thừa không cam tâm, lớn tiếng bày tỏ, Thi Hạ anh vẫn luôn thích em, chưa từng thay đổi. Nhưng lúc này Thi Hạ đã đi xa. Trở về nhà, Thi Hạ bật đèn, lịch cảnh diễn đang ngồi trên sofa làm cô dựng cả tóc gáy. Lịch cảnh diễn nghiêm giọng hỏi Thi Hạ tối nay đã đi đâu. Thi Hạ tức giận ném đống thuốc vừa mới mua về lên bàn, nói đàn anh đã đưa cô đến bệnh viện. Cửa giận trong lòng lịch cảnh diễn lập tức dập tắt, anh quan tâm hỏi Thi Hạ đã đỡ chút nào chưa, còn định rót cốc nước ấm cho Thi Hạ. Nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy thì đã nhận được điện thoại của mối tình đầu. Thi Hạ cũng đoán được ra lịch cảnh diễn sẽ đi tìm mối tình đầu, cô đóng sầm cửa phòng lại, tự cười nhạo mình, Thẩm Giai trở lại rồi, mình cũng đến lúc nhường chỗ lại rồi, chưa biết chừng kết hôn là kết cục tốt nhất của chúng mình. Tổng tài vì một cuộc điện thoại của mối tình đầu nửa đêm vội vàng chạy đi. Trong căn phòng trống trải, Thi Hạ đã khóc hết nước mắt, nhớ tới cuộc điện thoại của cô gái đó có thể khiến chồng mình chạy theo ngay. Thi Hạ chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, đau đến mức không thở nổi, như có một con dao sắc nhọn đâm vào trong tim, hàng ngàn vạn nhát, tình cảm không thể níu kéo nổi, có lẽ cũng phải buông tay. Hôm sau Thi Hạ mơ mơ màng màng tỉnh giấc, lịch cảnh diễn bảo Thi Hạ ăn sáng, nói ăn xong sẽ đưa cô đến công ty. Thi Hạ từ chối ngay, nói không cần đâu, em tự gọi taxi đi là được, không cần lỡ giờ thời gian của anh. Lịch cảnh diễn muốn giải thích với Thi Hạ chuyện tối qua, nhưng vừa mở miệng đã bị Thi Hạ cắt ngang. Thi Hạ còn ra vẻ bình thản chúc mừng mối tình đầu của anh đã trở về. Trong lòng lịch cảnh diễn có một nỗi xót xa không thể nói thành lời. Mối tình đầu của anh trở lại, tại sao vợ anh vẫn bình tĩnh như thế? Lịch cảnh diễn đứng dậy vẫn cố chấp hỏi, Thi Hạ em thật sự không để bụng chuyện Thẩm Giai trở về à? Thi Hạ không ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng đáp, vâng, anh có quyền theo đuổi tình yêu của anh mà, em cũng có thứ thuộc về em. Nói được lời này ra xong, cảm giác đè nặng trong lòng chỉ có mình Thi Hạ biết. Thi Hạ bước ra khỏi cửa, nhìn thấy đàn anh Khương Ngự Thừa, cô ngạc nhiên. Đàn anh mỉm cười ngỏ ý muốn đưa Thi Hạ đi làm. Thi Hạ không từ chối, dù sao ở chỗ này cũng không tiện gọi taxi, cảnh này bị người nào đó nhìn thấy rõ mồn một, thế là anh nổi cơn ghen lồng ghen lộn. Lịch cảnh diễn lặng lẽ siết chặt nắm đấm, trong lòng đầy bất mãn, nhất định anh phải nghĩ ra cách ngăn Thi Hạ bụng trộm nhăng nhít vớ vẩn. Thi Hạ đến công ty nhận được điện thoại của bạn thân Vô Ưu. Vô Ưu bất lực cầu cứu, thế là cô vội vàng chạy tới bệnh viện bạn thân thực tập. Nghe Vô Ưu nói mới biết vì bệnh nhân hôn mê nên Vô Ưu trực tiếp ra tay luôn, sau đó bệnh nhân đòi tố cáo cô. Thi Hạ an ủi bạn thân định đi trao đổi lại với bệnh nhân một lát, không ngờ bệnh nhân này vừa nhìn thấy Thi Hạ đã kích động. Thấy Thi Hạ không nhận ra mình, anh bèn tự giới thiệu mình là Lịch Cảnh Dương, còn nói anh và Thi Hạ tốt nghiệp cùng một trường đại học. Thi Hạ lòng đầy nghi hoặc, người này sao lại có tên nhang nhác Lịch Cảnh Diễn vậy? Lịch Cảnh Dương xấu hổ, đàn chị là nữ thần của em đấy, anh tổng tài bá đạo này lại có thêm một tình địch, đó chính là em trai mình. Anh tức giận không nuốt nổi cơm. Thi Hạ ở bệnh viện giúp bạn thân Vô Ưu trao đổi lại với bệnh nhân, không cần tố cáo, không ngờ người đàn ông này lại là đàn em cùng trường với Thi Hạ. Thấy Thi Hạ cậu ta còn xấu hổ nói Thi Hạ chính là nữ thần của mình. Thi Hạ và Vô Ưu nghe xong bốn mắt nhìn nhau.
Nếu đã là bạn học cùng trường thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Thi Hạ lập tức làm nũng, xin Lịch Cảnh Dương tha thứ cho sơ suất của bản thân. Nữ thần đã xin mình tha thứ, Lịch Cảnh Dương đương nhiên không làm khó Vô Ưu nữa. Đột nhiên Lịch Cảnh Diễn gọi điện tới, dục Thi Hạ mau về nhà, thấy Thi Hạ sắp phải đi, Lịch Cảnh Dương vội vàng kéo cô lại hỏi cách thức liên lạc, rồi lại làm nũng các thứ, cuối cùng được như ý muốn, có được cách thức liên lạc với nữ thần. Sau đó, Lịch Cảnh Diễn vẫn không biết nữ thần của mình là bông đã có chậu. Đối tượng kết hôn còn là anh trai mình, Thi Hạ và Lịch Cảnh Diễn gặp nhau cùng về nhà bố mẹ. Đến trước cửa nhà, xuống xe, Lịch Cảnh Diễn đã ôm lấy eo nhỏ của Thi Hạ. Thi Hạ chị anh Diễn vợ chồng ân ái thì cũng không cần thân mật quá vậy đâu. Lịch Cảnh Diễn bày tỏ cần chứ. Thi Hạ chạy vào nhà, xa vào lòng mẹ chồng. Mẹ chồng rất vui, hai người đã về, mẹ chồng tươi cười gọi con trai nhỏ ra đón anh chị. Con trai, mau ra đây, anh trai với chị dâu con đến này. Lịch Cảnh Dương nhận ra nữ thần của mình vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì vậy má, nữ thần là chị dâu mình à? Cậu rất hối hận vì đã đi du học Mỹ, nữ thần của mình thành vợ người ta rồi. Mẹ chồng mệt mặt ra, Thi Hạ vội giải thích với mẹ chồng, nói mình là đàn chị của Lịch Cảnh Dương. Lịch Cảnh Dương cũng khen nức nở Thi Hạ, trước kia cậu thường kể chuyện một đàn chị rất có khí chất. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, Lịch Cảnh Diễn đứng bên cạnh tức xì khói, thằng em mình dám thích vợ mình. Đổi trận địa, Thi Hạ và Lịch Cảnh Dương vẫn nói chuyện rôm rả, coi bộ có vẻ vui. Lịch Cảnh Dương kể chuyện mình là người đại diện sản phẩm chăm sóc da. Lịch Cảnh Diễn cà phê, một thằng đàn ông mà đi làm đại diện mỹ phẩm. Hai người không thèm nhìn anh. Lịch Cảnh Diễn đứng dậy bỏ lên gác về phòng. Tổng tài không nhìn nổi cảnh vợ mình với em trai mình mập mờ xào nẹo nhau, ghen lồng ghen lộn, giận không thèm ăn cơm, đứng dậy bỏ lên gác. Mẹ chồng lo lắng cho bệnh dạ dày của con, bảo Thi Hạ mang canh gà lên cho anh. Thế là Thi Hạ bưng bát canh gà vào phòng, đặt canh xuống rồi chuẩn bị bỏ đi. Lịch Cảnh Diễn đột nhiên lên tiếng, hỏi Thi Hạ và em trai mình sao lại quen nhau. Thấy Thi Hạ bình thản cười nói, họ quen nhau lúc còn ở trường. Lịch Cảnh Diễn lại càng ghen cháy mặt. Chẳng lẽ em không biết Lịch Cảnh Dương thích em à? Thi Hạ tỏ vẻ bình thản thuật lại chuyện hai người gặp nhau. Lòng đố kỵ của Lịch Cảnh Diễn lại nổi lên, anh bắt đầu độc mồm. Em hay tử tế với mấy thằng đàn ông khác nhỉ? Hết đàn anh rồi lại đàn em. Hãy nhớ em là vợ anh, phải biết giữ khoảng cách với người khác. Sau đó anh ra lệnh cho Thi Hạ bê canh gà đi. Anh không ăn, Thi Hạ mặc kệ anh giận dỗi, nhưng không thể quen nổi cái tính khí này của anh. Cô cầm bát canh gà lên uống hết sạch, nhưng Lịch Cảnh Diễn lại bất mãn. Anh bước tới ôm eo Thi Hạ, hỏi Thi Hạ lại sao lại ăn hết canh gà của anh. Thi Hạ còn chưa kịp đáp thì môi đã bị chặn lại, cảm thấy vẫn chưa đủ, anh hôn càng sâu. Thi Hạ bị hôn đến mức không kịp thở. Lịch Cảnh Diễn ghé sát bên tai Thi Hạ thấp giọng nói, sao đến hôn mà em cũng không biết vậy. Thi Hạ vội vàng lau miệng. Lịch Cảnh Diễn lấy cớ chỉ muốn thử mùi vị canh gà. Thấy Lịch Cảnh Diễn lươn lẹo vô lý như vậy, Thi Hạ cũng cạn lời. Cô cố kiềm chế tim đập thình thịch chạy ra khỏi phòng, thầm mắng Lịch Cảnh Diễn là đồ khốn nạn, toàn làm người ta không kịp trở tay. Thi Hạ bị cuốn theo dòng suy nghĩ, bất cẩn ngã lộn cổ xuống cầu thang. Lịch Cảnh Dương sợ Thi Hạ gặp chuyện, vội vàng đỡ Thi Hạ đi bệnh viện. Lịch Cảnh Diễn nghe thấy tiếng hét của Thi Hạ cũng xông ra, bế Thi Hạ lên tuyên bố chủ quyền, anh không thể để cho em trai có cơ hội tiếp xúc với vợ. Anh đưa Thi Hạ tới thẳng bệnh viện, nơi Vô Ưu đang làm việc. Vô Ưu thấy Thi Hạ bị ngã sưng chân, rất thương bạn. Cô nắn lại khớp chân bị trật cho Thi Hạ. Lịch Cảnh Diễn quan sát, thấy gương mặt nhỏ đau đớn nhăn nhó, bèn ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi. Thi Hạ nhận được bức ảnh chụp, anh chồng tổng tài của mình đang ôm gái lạ đến bệnh viện. Toàn thân Thi Hạ run lên, trái tim cô cũng chỉ mềm như miếng đậu phụ, bị tấm lưới sắt gai đè xuống tan nát thành trăm mảnh. Dù cô đã tự dặn lòng không cần để tâm, nhưng trái tim nào dễ dàng kiềm chế. Thi Hạ không muốn biến mình thành trò hề, cô giả vờ bình tĩnh ngăn nước mắt đang trào dâng. Ổn định lại tâm trạng, Lịch Cảnh Dương hẹn chị dâu 2 tháng sau đi xem concert của cậu. Rốt cuộc ai đã gửi tấm ảnh này cho Thi Hạ? Hóa ra sau khi Lịch Cảnh Diễn về công ty, thấy mối tình đầu của anh, Thẩm Giai đang ngồi đợi anh từ chiều. Hai người nhìn thấy nhau, họ từng là một đôi tình nhân, yêu thương nhau rất trong sáng đơn thuần, nhưng tất cả đều chỉ là đã từng mà thôi, đều đã thành quá khứ. Ánh mắt cô gái long lanh, nhưng trong mắt Lịch Cảnh Diễn lại càng thêm vài phần lạnh nhạt. Anh liếc Thẩm Giai một cái, không có ý định gì khác, tôi nói thẳng thừng, cô muốn tôi giúp cô thế nào? Giúp đứa bé trong bụng cô, hay là giúp thằng chồng vô dụng của cô? Thẩm Giai có chút bất ngờ, Lịch Cảnh Diễn đã biết hết rồi. Thẩm Giai bỗng trở nên kích động, giải thích cô không muốn gả cho người đàn ông đó. Nói rồi cô còn kích động đến mức vươn tay định kéo tay áo Lịch Cảnh Diễn, nhưng Lịch Cảnh Diễn lại lạnh nhạt đẩy cô ra, bảo cô chú ý giữ khoảng cách nhất định với mình. Thẩm Giai sao có thể cam tâm? Lịch Cảnh Diễn định quay người bỏ đi, mà Thẩm Giai tự nhiên trắng bệch, ôm chặt lấy bụng mình. Lịch Cảnh Diễn thấy sắc mặt Thẩm Giai kém quá, cũng lo lắng ngang. Thẩm Giai ra vẻ đáng thương, Cảnh Diễn em đau bụng. Lịch Cảnh Diễn không hề do dự chút nào, bế cô lên chạy thẳng tới bệnh viện. Nhưng cảnh này đã bị con vĩ trà xanh Lục Hinh Lâm nhìn thấy. Cô ta nổi ý xấu chụp lại cảnh này, gửi cho Thi Hạ. Lịch Cảnh Diễn hoàn toàn không biết Thi Hạ nhận được tấm ảnh, đau đớn tan nát con tim. Thi Hạ nhận được bức ảnh anh chồng tổng tài của mình bế một con khác vào bệnh viện. Cô đang ngồi ăn canh với em chồng, tự nhiên hết muốn ăn. Vợ thì đang đau bụng ngồi nhà, chồng thì chạy ra ngoài bế mối tình đầu đi khám bệnh. Sống mũi Thi Hạ bất giác cay cay. Lịch Cảnh Dương ngồi đối diện nhận ra Thi Hạ có vẻ không ổn, vội vàng hỏi Thi Hạ làm sao vậy. Thi Hạ mới định thần lại, khẽ hắng giọng hai cái, tả bờ bình tĩnh đánh trống lảng. Lịch Cảnh Dương cũng nhân cơ hội này mời Thi Hạ 2 tháng sau đến dự concert của mình. Lịch Cảnh Dương đi rồi, Thi Hạ lại không nhìn được nhìn tấm ảnh thêm mấy lần nữa, càng nhìn trái tim lại càng đau thắt. Lịch Cảnh Diễn về tới nhà, thấy Thi Hạ đang ngồi một chỗ bần thần, thế là anh nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm Thi Hạ từ phía sau. Thi Hạ lập tức đẩy Lịch Cảnh Diễn ra, Lịch Cảnh Diễn hơi bị ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Thi Hạ, tự nhiên có ảo giác như sắp đánh mất Thi Hạ. 2 tháng liền Thi Hạ không hề để ý đến Lịch Cảnh Diễn. Trong lòng Lịch Cảnh Diễn cũng hơi tủi thân, thấy Thi Hạ định một mình tham dự concert của em trai anh, cuối cùng anh cũng nổi cơn ghen lồng ghen lộn,
anh lấy lý do cũng muốn đi xem concert của em trai. Đòi đi cùng Thi Hạ bằng được, để khẳng định chủ quyền, còn trừng phạt bằng cách cắn Thi Hạ một phát. Thi Hạ tức giận rụt tay lại, hỏi anh làm cái gì thế? Ai ngờ Lịch Cảnh Diễn đã bỏ đi trước, để lại Thi Hạ đứng đằng sau tức giận xì khói đầu. Trong buổi concert, mấy người hâm mộ của Lịch Cảnh Dương vây quanh Thi Hạ. Người hâm mộ còn kích động gieo hò, xô vào Thi Hạ. Lịch Cảnh Diễn thấy vậy vội vàng ôm Thi Hạ vào lòng bảo vệ vợ. Thi Hạ chỉ biết tấm tắc khen Lịch Cảnh Dương, làm người đàn ông nào đó ghen tức. Thấy Thi Hạ cứ khen em trai mình liên mồm, mặt Lịch Cảnh Diễn tối sầm lại. Anh lập tức vươn tay ôm Thi Hạ vào lòng, hôn một cái. Tụ hôn sâu khiến Thi Hạ chưa kịp đề phòng, mặt đỏ bừng. Quan hệ giữa hai người từ lúc nào đã thành thế này? Anh tổng tài ôm mối tình đầu đi khám bệnh, vợ hợp đồng của anh vô tình nhìn thấy, Thi Hạ cảm thấy trái tim giằng xé đau đớn, vô cùng thất vọng với Lịch Cảnh Diễn. Mấy tháng liền Thi Hạ bơ anh, làm Lịch Cảnh Diễn hoang mang style. Thế là anh lẽo đẽo theo Thi Hạ đi xem concert. Thi Hạ uống rượu, lên sân khấu, biểu diễn một ca khúc, hình ảnh cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, khiến Lịch Cảnh Diễn cũng phải kinh ngạc, không nhịn được khen vợ mình hát quá hay. Anh vươn đôi tay ra ôm Thi Hạ đang từ trên sân khấu xuống. Thấy Thi Hạ đỏ mặt, Lịch Cảnh Diễn cũng không nhịn được tặng cho cô một nụ hôn. Tội đàn em hò reo, bắt hai người uống rượu giao bôi, họ dùng rằng mãi không thoát được. Hai người đành cầm hai cái cốc lên uống rượu, cuối cùng Lịch Cảnh Diễn lại uống say, Thi Hạ phải đỡ anh về nhà. Thi Hạ lo lắng hỏi Lịch Cảnh Diễn cảm thấy thế nào. Lịch Cảnh Diễn không đáp, mà quay sang nói với Thi Hạ, nếu anh gặp Thi Hạ từ hồi đại học, nhất định sẽ theo đuổi cô. Thi Hạ nghe lời này, đứng hình toàn tập, sau đó cô lặng lẽ cúi đầu, lúc họ gặp nhau thì đã quá muộn rồi. Rồi cô ngẩng đầu lên thì thầm tự nhủ, thế thì nhất định em sẽ không đồng ý cho anh theo đuổi đâu. Lịch Cảnh Diễn không nghe được câu trả lời muốn nghe, lại chặn môi Thi Hạ. Môi kề môi, Thi Hạ không thể phòng bị, anh không cho Thi Hạ cơ hội phản kháng, hai nắm chặt hai cánh tay Thi Hạ. Thi Hạ giật mình ngang, anh uống say rồi, em không phải Thẩm Giai. Nói rồi cô vội vàng trốn vào một góc. Lịch Cảnh Diễn một tay ấn cô lên tường, một tay ôm trọn Thi Hạ. Tại sao lại nói anh thế? Anh không hiểu, chẳng lẽ Thi Hạ nghi ngờ mình là thế thân của Thẩm Giai à? Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, không hề coi ai là thế thân của ai hết. Thi Hạ sợ không thể kiềm chế nổi con tim, thế là hoảng hốt bỏ chạy. Thi Hạ ngồi trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân giống như một con rối gỗ bị đánh mất linh hồn. Cô không hiểu tại sao anh đã có Thẩm Giai rồi, còn trêu đùa cô làm gì? Anh tổng tài bá đạo ghen lồng ghen lộn, đứng trước mặt em trai tuyên bố chủ quyền. Hôm đó Thi Hạ gặp Lịch Cảnh Dương ở công ty, biết Lịch Cảnh Dương đã nhận lời làm đại diện cho sản phẩm của công ty mình. Thi Hạ rất ngạc nhiên với sức ảnh hưởng của anh, thấy nữ thần của mình tới, Lịch Cảnh Dương rất vui mừng tới chào hỏi cô, nhưng thấy hai người qua lại ai đó lại ghen tức, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. Lịch Cảnh Diễn xuất hiện, làm bầu không khí tự nhiên im phăng phắc, sự chú ý của Lịch Cảnh Diễn đều đổ dồn lên bộ quần áo của hai người. Thấy vợ mình mặc áo đôi với thằng em trai mình, mặt anh lập tức biến sắc, anh cau mày. Lịch Cảnh Dương cướp lời trước hỏi Lịch Cảnh Diễn, sao anh lại tới đây? Câu này làm Lịch Cảnh Diễn càng cay cú, anh hỏi lại, có phải không ai hoan nghênh anh không? Lịch Cảnh Dương giải thích cậu muốn đi ăn cơm với Thi Hạ. Nghe xong câu này, Lịch Cảnh Diễn lập tức ôm vai Thi Hạ, đòi đi cùng họ, ngồi vào bàn ăn. Lịch Cảnh Diễn nhân lúc Thi Hạ đi lấy gia vị, bắt đầu cảnh cáo Lịch Cảnh Dương, Thi Hạ là vợ anh, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Lịch Cảnh Dương cũng không ngại vạch trần chuyện họ chỉ là quan hệ vợ chồng hợp đồng. Hơn nữa trong lòng Lịch Cảnh Diễn đã có mối tình đầu Thẩm Giai. Lịch Cảnh Diễn chất vấn Lịch Cảnh Dương, có phải cậu ta đã điều tra anh không? Lịch Cảnh Dương nói thẳng, dưa chín ép không ngọt đâu. Rồi bảo Lịch Cảnh Diễn để Thi Hạ lại cho cậu. Lịch Cảnh Diễn sao có thể đồng ý, bật lại mỡ mà húc nhẹ em. Dù không ngọt, anh cũng phải ép nó ngọt. Đúng lúc này Thi Hạ tới, Lịch Cảnh Diễn tủi thân, kêu dạ dày mình không khỏe, muốn về. Lịch Cảnh Dương bảo trợ lý của mình đưa anh đến bệnh viện, cho Thi Hạ ở lại ăn cơm. Thế là bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, hai người cứ giằng co, dù Thi Hạ chọn một người. Thi Hạ cuối cùng sẽ chọn ai đây? Anh tổng tài này đã có vợ mà còn được một cô gái khác ôm ấp. Lịch Cảnh Diễn và Lịch Cảnh Dương giằng co nhau tranh giành Thi Hạ. Hành động của thằng em trai làm anh tức tối siết nắm đấm. Thế là anh túm lấy Thi Hạ cảnh cáo Thi Hạ không được ngó lơ anh, rồi hôn một cái trừng phạt Thi Hạ. Lịch Cảnh Dương thấy hành vi vô lại của anh trai, vô cùng cạn lời. Tối đến ba người cùng nhau đi dự tiệc, bụng Thi Hạ reo lên ùng ục. Thế là Thi Hạ bảo họ cô đi kiếm chút gì đó ăn, không hề biết có một cô gái đã trừng trừng dình Thi Hạ từ lâu. Thi Hạ vừa đi, Lịch Cảnh Dương bắt đầu cà khịa Lịch Cảnh Diễn chỉ giả vờ giả vịt, năng khiếu diễn xuất ghê đấy, ra vẻ yêu Thi Hạ quá ha. Lịch Cảnh Diễn bảo Lịch Cảnh Dương đừng có nhúng tay vào chuyện của vợ chồng anh. Lịch Cảnh Dương bất bình thay cho Thi Hạ, Lịch Cảnh Diễn đã không thích thì đừng làm Thi Hạ hiểu nhầm, nhưng Lịch Cảnh Diễn lại nói anh thích Thi Hạ, làm Lịch Cảnh Dương trố mắt. Anh sao anh lại thích Thi Hạ được? Thấy Thi Hạ đi mãi không về, Lịch Cảnh Diễn hỏi nhân viên phục vụ có thấy Thi Hạ đâu không. Thì biết Thi Hạ đã lên gác nghỉ, Lịch Cảnh Diễn không nghĩ nhiều cũng lên gác, vừa bước vào cửa đã bị người ta ôm từ phía sau. Lịch Cảnh Diễn liếc đôi mắt sắc lẹp hỏi cô là ai, nhưng cô gái kia vẫn mặt dày xà vào lòng Lịch Cảnh Diễn. Lịch Cảnh Diễn chỉ cảm thấy cái ôm của cô ta làm anh rất chíu khọ, phát hiện ra sự bất ổn, Lịch Cảnh Diễn nghiêm giọng hỏi cô đã bôi gì lên người. Anh dần dần mất ý thức khống chế, Lịch Cảnh Diễn dùng hết sức đẩy cô gái ra, gục vào tường chạy ra ngoài. Lịch Cảnh Diễn lặng trọng tìm được Thi Hạ, không nói không rằng đã nhào vào ôm chầm Thi Hạ. Hai người sẽ xảy ra chuyện gì?